Chào tộc trưởng và các cặp đôi của chúng ta. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ đến với những món ăn có món phụ đi kèm. Gấu có thể không có, nhưng hai món đó phải ăn chung. Cùng xem những món ăn này là món gì nha. Hôm nay ai cũng có đôi, sườn nướng cũng có xôi chiên ăn kèm. Thiên đường ẩm thực giới thiệu đến mọi người món sườn nướng mật ong ăn kèm với xôi chiên. Nghe tên gọi thôi thì cũng biết nguyên liệu chính của món này là gì rồi. Đó là sườn, mật ong và xôi. Cùng anh đầu bếp bắt đầu nha. Sườn chặt thành khúc nhỏ. À, hình như khúc này hơi nhỏ rồi, để anh ấy chặt lại nha. Nêm nếm gia vị. Sườn nướng mật ong thì dĩ nhiên phải có mật ong rồi. Để cho sườn thấm một lát thì nướng mới ngon nha. Bây giờ đến công đoạn làm xôi. Dùng đậu xanh cà vỏ đã hấp chín trộn vào phần xôi. Ngoài những nguyên liệu khác thì bột béo là thứ không thể thiếu. Nước sốt hạt điều cũng là thứ không thể thiếu. Và nước cốt dừa cũng là thứ không thể thiếu. Trộn đều. Nắn xôi thành thanh dài và dùng bao thực phẩm cố định lại. Sau đó cất vào tủ đông để xôi đông cứng. Anh đầu bếp bắt đầu nướng sườn. Trong lúc nướng, quét một lớp mật ong lên để thịt thơm ngon hơn. Xôi sau khi đông cứng sẽ như thế này, cắt thành những khoanh tròn. Bây giờ là trộn xôi với bột chiên. Còn chờ gì nữa, thả vào chiên thôi. Ta-da! Sườn nướng ăn một mình đã xưa rồi. Bây giờ phải ăn chung với xôi chiên mới đúng bài. Ăn cũng phải có cặp nó mới vui.